Rồi bye bye. Các bạn muốn đi Việt Nam á là phải đóng như mình vậy nè. Okay. Hai lớp sắt, một cái thùng cắt to, thùng nhựa. Thùng nhựa heavy duty đàng hoàng, dao cắt nhiều khi không lứt. Okay. Xong, quấn thêm hai lớp lưới sắt này vô là bảo đảm hải quan Việt Nam là muốn lấy đồ á là phải tốn ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ bắt đầu nó mới lấy được. Thì trong nửa tiếng đó nó lấy đồ á, nó chỉ lấy được có mình tôi thôi, nó không lấy được của mấy người khác à. Tại vì nó tưởng đồ này đồ quan trọng nhưng mà thật sự là đồ quần áo không à, có gì hết á. Giờ tháo tới sáng luôn, giờ tháo thì tới sáng luôn. Phải đi ra mấy cái chỗ mà mua đồ làm nhà đó. Ok. Mua đồ làm nhà mà đóng cái này là đóng sparkle. Đồ sparkle. Có hot hay Home Depot, người nào mà ở Mỹ hay ở Canada thì có. Chồng đã 8 kg hột sàn chậu, ông bọc hai lớp thép. Mới ra tàu rồi không sao không cầu. Lớp một lớp này á là bạn ấy bạn mới bọc bên đây được không? Còn lớp nữa thì bọc ở trên mặt. Nếu mở ra tàu cái đầu thùng không cầu là đạp cho ông cả thì đấy. Cái xứ bên kia nó khổ quá, nó nghèo quá. Việt Nam mình tưởng là ngon lành, nó hốt, nó bóc nó hốt mồ hôi nước mắt của người ta. Bây giờ trồng trò không được, buôn cắn cũng không được, bây giờ đi làm công mà không có tiền nữa. Ok, tỉnh Mỹ.